Tiếp theo là của đội Quan Nghị, xã Ta Gia thuộc huyện Than Uyên. Ta Gia thì là một địa phương nổi tiếng về nuôi cá lồng, và nó được ví như gọi là vịnh Hạ Long ở trên núi rồi. Nếu mà có thời gian đến thì mình sẽ giới thiệu về sau. Bây giờ là tiết mục múa mọi người nha. Chính số đi đi ạ. Chị nói gì đấy? Có nói gì đâu. Chị đừng nói xấu em nha. Nói xấu đâu.